tao lỡ tao thịt tao mong. Cái trứng cái thằng quẹt đó thằng này nó chết nó đất yếu rồi. Đây chứ là trứng ăn thai đó này. Ở trên mình ăn một thì mình cũng chết lại á, mình tính cái đường ăn thai rồi mình đập. Rồi cái trứng này nó chết hả? Lắp đánh mình cao mình được phun số nhiệt độ mà nó nhộn. Đâu mệt quá, sợ lắm.
của người ta đi ăn thù lùi, mình à, chơi toàn cái chai 1 lít 1 lúc trước còn 49 ngàn. Em quay á, à, không có một người nào mà dám. Bố đắp này vất bắn gì. Chỉ bán này. Thế mà không nói không nhớ ấy. Dạ. Từ bữa giờ vẫn không nhớ. Đấy, thấy chả giàu à? Thế đấy, đợi tí đấy, cho nó hết luôn, rớt cái hạt. Thế bắt xong bởi vậy nó thấy mình làm nó bắt chiếc nó làm bán đâu ai mua. Nó bán được 2 ngày dẹp rồi dục bởi nó nói nó bán một ly táo 30 ngàn mình chặt. Thế sao mà từ bữa giờ ghét không chặt. Còn mình á, đâu có ham mấy cái đồ rẻ đâu, 10 ngàn mấy cái. Đây, này, mười, bắt phải tươi ngon thế này. Nó kêu 10 ngàn mấy cái đây. 10 ngàn mấy cái. Mình lấy. Nó để cả đống mà ngày nào cũng có bắt tươi lắm. Mới ngày nào cũng mua 10 cái mà đâu có... Thấy người ta bán những rẻ tươi ngon. Cùng mà